Ở tập trước, Vegeta sau khi chứng kiến Goku thành Saiyan God thì đố kỵ và không ngừng luyện tập. Cậu ấy còn thành công thuyết phục được Whis nhận mình làm đệ tử nhờ hối lộ món mì ramen của Bulma. Tập 17, Ban chào đời và chuyến đi luyện tập của Goku. Đã một năm rưỡi kể từ khi Vegeta tiết lộ món tủ của Bulma và được thầy của Beerus nhận làm đệ tử. Ban bé bỏng nhà Gohan đã ra đời rồi đấy và đang chơi với ông ngoại. Đến giờ ngủ trưa rồi mà ông ngoại mê làm trò trêu chọc cháu quá. Gohan đi làm vừa về liền nhảy vào làm trò con bò phối hợp với ông ngoại để làm Ban vui. Hóa thân thành siêu anh hùng rồi giành lại Ban từ tay ông ngoại xấu xa. Ban thích thú cười không chớp mắt luôn. Ông ngoại xuất chiêu tung Ban lên cao rồi đấm đá vài phát xong thì chụp Ban. Ông bố thấy thế cũng làm theo và giành lấy Ban từ tay ông ngoại. Hảo bố với ông ngoại nhà này luôn á. Thế là cả hai tung hướng Ban qua lại mà làm trò, Ban cũng cười rất vui. Nhưng mà đang vui thì đứt dây đàn, bà nội tới quát hai người này một trận, làm họ lơ là xém nữa làm Ban rơi xuống sàn luôn. Chơi gì mà nguy hiểm thế? Thế là bà nội tuyên bố từ đây Ban là của bà nội, chơi đùa với mấy tên đàn ông này suốt ngày sẽ khiến Ban chỉ biết đánh nhau thôi. Ban của bà sẽ thành một cô gái ngoan và hiền hậu. Sa Tăng thì lại muốn thành một võ sĩ và đích thân mình dạy. Ban chắc chắn sẽ tài năng như tôi. Thế là hai ông bà suy ra cãi nhau sủm. Đến Goku còn nhận ra điều đó nên làm việc chăm chỉ rồi đấy. Quả thật Goku bây giờ thành anh nông dân chăm chỉ mất rồi. Bulma đang dạo phố thì bị hai tên ăn cướp chạy trốn tông cái ầm. Hai cái tên cướp này bị tiền làm mở con mắt rồi. Tông ai không tông dám tông Bulma. Khi còn trẻ bà đây từng chu du thiên hạ đánh đông đánh tây tìm ngọc rồng cơ mà. Kết cục là hai tên cướp tông ầm vào cây ngã lăn quay. Nhưng mà việc này là của cảnh sát Krillin mà. Cảnh sát gì đâu thi ba lần mới đậu đó. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của bà chị nhưng mà đây là vé phạt vì lấy xe quá tốc độ nhá. Mặc dù Bulma cố giải thích và phân trần nhưng không có kết quả. Chợt Krillin nhận được cuộc gọi từ Gohan và nhanh chóng có mặt cùng Bulma, có cả Goku nữa. Là phái nữ của cái nhà này đứng lên và quyết tâm không để mấy tên đàn ông nuôi dạy Ban theo cách này được. Ban phải thành một cô gái thủy mị nết na. Cầu xin Goku thì được gì đâu. Goku sợ nhất Chi Chi mà, Krillin cũng đành bó tay. Nhờ Bulma thì cô ấy muốn được hủy vé phạt, nhưng không là không. Bulma đành miễn cường đi vào. Không biết là Bulma vào nhập hội hay vào đưa ra lời khuyên nữa đây. Mặc dù Ban mà thành võ sĩ thì thật không tốt nhưng không quan trọng. Con chỉ muốn để con của mình làm những gì mà chúng thích. Lúc này Bulma mới khuyên này, chẳng phải Gohan đã thành một nhà nghiên cứu xuất sắc sao, còn Goku cũng đã làm việc chăm chỉ. Ai như chồng tớ, anh ta đi luyện tập với Whis một năm rưỡi rồi chưa về nữa. Thông tin này đến tay Goku khiến cậu ấy nhảy sổ vào, phá banh tường nhà thằng con luôn. Phá của không à, giờ ngồi sửa thấy ba, trong khi mọi người thì ngồi chơi sơi nước. Hai tên Vegeta theo Whis Goku cũng đòi theo cho bằng được, liền bị nóc nhà phàn nàn. Mà kệ thôi, tên Goku này chỉ có luyện tập với đánh nhau là chân ái thôi. Thử tìm Ki Vegeta nào, nhưng mà tìm khắp vũ trụ nào đâu thấy. Thế là ngày nào Goku cũng trực chờ Whis tới. Ở đâu có Bulma ở đó có Goku. Đến đi tắm cũng không tha nữa, biến thái ghê. Không còn cách nào khác Bulma đưa cho cậu ấy một chiếc điện thoại và dặn khi nào Whis đến thì sẽ alo. Chi Chi thấy lạ liền nghi ngờ. Mà Goku bình thường ngơ ngơ lắm nay thông minh đột xuất. Nhanh trí bảo Bulma muốn làm một bữa party bất ngờ dành cho Ban, nên dùng điện thoại để liên lạc. Chi Chi vui vẻ nghĩ rằng chồng mình là một người ông tuyệt vời. Tối hôm đó Goku mãi mê nhìn điện thoại mà quên ăn quên uống luôn. Mỗi Gohan nhìn ra vấn đề. Hôm sau cậu đi dình ông bố mình, thấy Goku nói chuyện với ai đó rồi thay bộ đồ võ đi mất, cậu liền đi theo. Không ngoài dự đoán, Goku đến năn nỉ Whis cho mình đi luyện tập chung. Với bộ dạng thành khẩn của mình, Whis đã đồng ý cho Goku theo, nhưng không phải bây giờ. Lý do lần này Whis đến là thưởng thức sương sương một đống thức ăn ngon. Chưa kịp làm gì đã bị tên Goku hỏi xong chưa rồi. Mới gắp miếng thịt hắn ta lại hỏi tiếp. Vừa nhúng miếng thịt thì tên Goku lại đòi đi. U là trời, nôn gì mà nôn dữ vậy ông nội, chọc giận Whis làm cậu ấy tức là cho ở nhà luôn đấy nghe. Ăn xong thì đi thôi, nhưng mà Whis định quay xe vì trời đánh còn tránh bữa ăn mà mình đang ăn tên Goku cứ làm phiền, cho hắn ở nhà cho rồi. Chưa kịp quay xe thì có người khác quay hộ, thằng con Gohan dẫn mẹ Chi Chi tới bắt tại trận bố Goku. Mặc cho Goku năn nỉ hết nước Chi Chi vẫn không là không. Được mỗi thằng con út cô tên là binh bố thôi à. Whis thấy cái gia đình này phiền hà quá đi, về cho rồi. Goku thấy thế nên đành một mực phải đi cùng thôi, kèm theo lời hứa, khi nào anh mạnh mẽ hơn anh sẽ về. Tưởng Chi Chi sẽ buồn khóc lóc các kiểu, ai dè cô ấy mau chóng vui vẻ rồi đòi Bulma kèo tiệc tùng. Ban sẽ có một bữa thôi nôi thật xịn sò. Tập 18, tớ cũng đến rồi đây, bắt đầu training trên hành tinh Beerus. Cuối cùng Goku cũng đã thành công bỏ nhà ra đi tìm đường luyện tập cùng Whis.
Whis bảo ai cũng sợ khi ở gần Beerus cả, vậy mà hai tên này lại muốn đến đây luyện tập cơ chứ. Không vào hang hùm, sao bắt được con cọp? Muốn mạnh như Beerus thì phải ở cùng ổng chứ. Đang đi mà tên Goku này mắc tè rồi đòi xả ngay tại chỗ. Eo ơi dơ quá nha ông nội, ngươi mà xả ta quăng ngươi luôn bây giờ. Cuối cùng thì cũng về tới nơi. Căn cứ của thần hủy diệt là một câu cổ thụ to khổng lồ. Vegeta trong bộ dạng chàng hầu tạp dề chào mừng Whis trở lại thì thấy Goku tạng dề màu hồng luôn mới chịu á. Beerus vẫn bận ngủ cho nên là quà của Bulma dành cho ông ấy Whis sẽ cất dùng, còn hay không thì tôi cũng không biết à nha, chắc chừa cho ông một tí thôi. Vegeta biết thế nào cũng có một ngày tên Goku mò đến đây mà. Sau một năm rưỡi cùng với Whis, Vegeta ngầu hẳn lạnh lùng đẹp trai có vẻ Goku tuổi gì sánh vai. Lâu ngày không gặp thằng bạn làm Goku hết mắc tè rồi à, được nhắc mới nhớ, còn định xả bậy bạn, cắt chim bây giờ. Là một kẻ khôn lỏi, Whis rủ cá tiên tri ăn chung để có gì bị chửi chung. Vậy mới chất. Vegeta dẫn Goku tới một căn phòng khá u ám, đó là phòng ngủ Beerus. Một con rắn khổng lồ ngậm một chiếc đồng hồ cắt khổng lồ, xung quanh lơ lửng nhiều số cái mini. Tất cả đều được bọc trong lớp bong bóng, đó là chuông báo thức của thần hủy diệt. Vegeta quang cho Goku một cái tạp dề màu xanh, nhiệm vụ là thay đổi miếng đệm mà không đánh thức ông ta. Liệu mà làm, lớ ngớ là mất mạng như chơi đó. Vậy mà tên ngốc Goku đấm tay để thể hiện quyết tâm xém làm Beerus thức giấc luôn. Làm thế nào để đổi đây? Chờ thời thôi, đợi từ lúc này qua lúc khác. Thời cơ đến thì đổi. Tên Goku không kiên nhẫn ngồi làm nhảm ông ta mở mắt phát rén ngay. Này thì cười nè, Beerus quất đuôi Goku văng xa, Vegeta nhanh chân đá Goku tránh đụng quả bom. Đụng cái là đang xuất khỏi hành tinh này luôn. Vegeta cũng bất cẩn vì lo nói với Goku, ăn một đạp dính quả bom. May Goku nhanh trí dịch chuyển nó tới chỗ Whis. Whis lãnh chọn quả bom, sao mà đỡ được. Vừa mới dẫn tên khỉ này tới, nó đã cho mình một vố hơi đau rồi. Vẫn là tên Goku, té máy để rồi bị Beerus biến thành gối ôm luôn. Vegeta liền kêu Goku im mồm rồi nhấc Beerus lên cho mình thay nệm. Thay xong thì dùng cá khô dụ ông ta xuống. Cuối cùng cũng đã xong nhưng mà chưa xong đâu, còn nhiều việc phải làm nữa, ai bảo muốn luyện tập chứ. Chuối cây cổ thụ siêu to siêu khổng lồ, vệ sinh chỗ ở của cá tiên tri, rồi đi cắt cả vườn cỏ. Ai xong trước sẽ luyện tập trước. Thế là hai tên thi nhau cắt cuối cùng hòa. Vậy là cũng được luyện tập rồi. Mà trước khi luyện tập Goku được tậu ngay skill mới. Bài tập đầu tiên là nâng tạ. Goku có cố cỡ nào cũng không nâng nổi. Vegeta thấy thế tỏ vẻ khinh thường. Coi ta nè, tưởng gì cũng có nâng nổi đâu. Hóa ra Whis cho nó nặng hơn lúc trước nhiều rồi. Cố lắm cả hai mới lên được. Giờ thì di chuyển nó đi xung quanh đi nào. Chậm chân thì con đường này sẽ biến mất đấy. Nếu rơi xuống khoảng không gian khác là một đi không trở lại đấy. Ngay là sợ liền, Vegeta với Goku mới ra sức di chuyển. Đây cũng chưa là gì đâu, lần tới sẽ còn khó hơn nhiều. Tới giờ Beerus giờ chứng rồi, hai tên Saiyan đang ra sức luyện tập thì bị Whis dịch chuyển tới chỗ ông thần mèo để lãnh đạn. May mà cả hai vẫn còn sống. Luyện tập thiếu cái đấy mà ở nhà thì chả bao giờ Goku làm việc nhà, lên đây thì làm suốt ngày. Có vẻ Goku muốn trốn việc đây mà. Còn Whis và cá tiên tri đang chuẩn bị cho những thử thách khó nhằn hơn. Liệu có khó quá không ta, còn không cho họ biến thành siêu Saiyan nữa. Bọn họ phải tập cho ki tăng hơn nữa, cứ lạm dụng biến hình thì chẳng thể nào tiến bộ được. Mà sao cá tiên tri lo cho hai tên này thế nhỉ? Thì ra lo lắng là vì đồ ăn ngon, hai tên này mà bị làm sao là đói hết đó. Vegeta vẫn cố gắng để vượt qua Goku. Sáng hôm sau, có một chút thay đổi. Cả hai sẽ đấu với Whis. Qua thật bất ngờ, Vegeta ở đây lâu vậy mà chưa được đánh với Whis ư. Chắc tại cậu gà quá chứ gì. Goku ngươi nói đúng đấy mà ngươi cũng y chang thôi. Ta chấp cả hai, muốn thử không? Cả hai lao vào tung liên hoàn đấm. Mà hai tên này có biết phối hợp đâu, toàn tranh nhau đấm không. Cả hai quá chậm chạp, Vegeta cần loại bỏ động tác vừa đi. Quy trình này phải để năm giác quan và hệ thần kinh thông với nhau, sẽ mất nhiều thời gian đó. Phải cho từng phần cơ thể di chuyển độc lập, đến cả Beerus còn chưa thạo nữa là. Nếu hai người làm được thì có thể tránh được bất kỳ nguy hiểm gì. Vậy ông làm được không Whis? Được chứ. Được sao lại dẫm mình vậy ba? Đôi giày ta đâu có giác quan đâu. Quê ơi là quê. Đám tàn dư của quân đội Frieza đang bị cư dân hành tinh 448 chống trả quyết liệt. Rút lui thôi, chưa kịp rút thì ai đó đi ngang tông chúng văng luôn. Thật bất ngờ, một ai đó trông giống Beerus nhưng lại béo ú. Là Champa cũng là thần hủy diệt và có lẽ là anh em với Beerus, còn kế bên là Vados. Họ hủy diệt hành tinh đó như thể nó mang nguy hiểm nhưng chật lất rồi. Làm sai thì làm lại đi hủy diệt tiếp nào. Như thể chạy KPI vậy. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.
Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến góp ý về video này, hãy comment xuống dưới ở phần bình luận cho chúng mình biết nha. Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.